Tôi được người trên cò nói chuyện với con cá kia đấy. Còn gì nữa nữa chứ. Chú ấy nói nhịu với đâu đấy à? Dạ, anh chẳng hỏi sao thế nào rồi. Giờ ngon này, ăn cám, cám xê xê giờ ngon này. Trẻ kiểu trẻ thương nhỉ. Thế là trẻ rồi. Trẻ rồi, trẻ gắt cơ. Tầm này là chơi. Thế là dặn, bị hơi kêu dặn mái. Đó là trẻ, gọn mái. Đấy, trẻ là đấy mới gọi là trẻ. Ông làm cái tách kiểu gọi là gọi mái thôi.